哎，啊！啊！trong không gian thật tiên lãng hút thuốc lào nghệ an. Anh làm đi thuốc ở đời còn đứa chị gà coi quẹt đâu ta. 12 seconds later. Mà mấy ông hiểu cái cảm giác gọi là nhớ người thân không? Đó từ lúc ngoại luôn mất tới giờ nhắc tới cái quần què gì không nhớ tới ổng á. Chuyện ngậm điếu xì gà lên nhớ rồi, mà đi Brazil á là mua cho ổng hộp xì gà. Hộp xì gà mà Brazil thì nó nằm mà nó bán xì gà nhiều lắm. Ô ảnh mua đem về hộp. Hộp cho ổng hút thử. Mà không thấy buồn nha, chỉ thấy nhớ thôi. Ồ, phía nó đặt cái tên nghe thấy sợ không? Tiếng động ban đêm. Vào một đêm ở nhà một mình thì thường thì mỗi ngày á là xung quanh nhà mình đó, nó rất là im lặng. Tự nhiên tối đó thì mình nghe tiếng xoẹt xoẹt xoẹt, thì nhìn ra cửa sổ thì mình thấy một bà già mặc bộ đồ che đầu đèn quét sơn. Thì mình sợ quá, bỗng bà già nó bay lên nhìn mình và cười. À, tôi nhớ nhìn cầm con tao lông làm anh em nhớ biết tôi nhớ cái gì không? Tôi nhớ cái chặng đánh CBL với lại Columbus Hunter á, tao lông của tôi đánh mà tôi ghê ỉa quần luôn. Đánh tao lông mà hình như đâu là không chết mạng nào mà giết mười mấy mạng á. Không nhớ là có chết hay không nhưng mà giết mười mấy mạng là có thật. Đánh mà anh cách bèo gọi là anh cái gì? Ozurabeki là mới từ Ozurabeki là cái gì với lại cách bèo là hai anh thách đấu hàng đánh mà ỉa quần luôn mà. Hai anh chịu thở đâu nổi. Ê, che máu lính lại, không cho này lá thiết. Che máu lính lại, đâu rồi? Bỏ lá thiết được rồi, che máu lính lại, che máu lính lại. Ê, che máu lính lại, che máu lính lại. What the fuck was that? Biết đâu lấy máu đâu. Lá xùi quá chứ sao vậy? Nuguri Đồng Nai phải là thằng ma tua không? Nó đó. Tôi nghe thấy mùi thiệt. Chỉ có mấy thằng đó mới đặt tên kiểu đó thôi. Kiểu mấy thằng mà nó suốt ngày nó đăng sợ Tết. Kiểu nó share mấy cái bài mà cô đơn xong rồi yêu thầm này nọ. Kiểu kiểu mấy thằng vậy. Là bạn với máy tính đó không anh? Không, cái đó người ta gọi là sao ta? Thiếu thốn tình cảm. Tình ấm như lúa con sông dài. Ê, cho cây cái chỗ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng. Cây chí được mi nhật. Ơi. Ơ. Ủa? Mới xuống game cho anh đi mất. Phê khó chịu quá, làm em phê quá à. Chứ sao, đi lên với phê là phải phê thôi. Phê vún em cái phê bật cái mặt anh con sư tử lên kìa. Xuống cuối em mới bắt đầu em phê quá. Em phê quá cường mạnh núi ơi. Em mất cái trụ Optimus thôi. Cặp này khó chịu quá Optimus. Má tao thua, gọi là tao bị thọt cái kèo này đúng ngay cái giai đoạn mà con Kataya chạy ra nó ăn cái level 4 á. Biết không? Cái quay lính mà mày ăn full lính là mày lên level 4 á. Tao thua biết miếng, một miếng là quy rồi nó đứng lè tao hoài luôn. Khó chịu thiệt.
Đây không có anh Cường đây, chỉ có Cường Thất Sơn. Cảm ơn Jack nha. Jack có phải là người mà hát cái bài Hồng Trần trên đôi cánh trầy, hoa đời em trong phút giây, từ người yêu là Khánh Phương mất rồi, dẫn đến khi ta tự xứng à. Khánh Phương à? Khánh Phương á? Khánh Phương hát y chang anh. Nhớ bài đó của Jack mà ta. Thấy là Khánh Phương hát kiểu đó. Gì hả? Phải là cái bài mà Hồng Trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Hồi tú tìm đặt bị lỗi, anh bên hông nè, nó có đồng hồ. Nó có đồng hồ là có ý của em là nó biết giờ này là mấy giờ đúng không, chứ cái đồng hồ đâu có tác dụng. Cover bài của em trên stream alo alo ban kênh mặt cười. Đù. Vô. Kéo. Ừ. Ok, lụm miếng chuối liền. Thấy đúng bạn không? Thấy cường mình đúng bạn không? Ghê thiệt. Chị lè má nhắn. Trời ơi, con Senna nó 6-1 hả? Ghê vậy. Ủa, tôi giết nó được chính xị luôn kìa. Thấy anh thợ quá nên em viết cho nó xanh rồi anh giết nó nhiều tiền á. Hiểu không? Được. Đúng là chỉ anh hiểu em mà. Đúng là anh nhớ nhìn ngày mà mình còn bên cạnh nhau. Nhau. Thật để biết mấy nhưng lúc em không mặc đồ. Được. Tao thích mày đó. Ăn tớp đi em farm luôn. Thôi em farm tớp đi anh ăn luôn. Thiệt không giỡn? Ủa giỡn quá trời phát. Tự nhiên đéo hiểu luôn á. Sao nghe là, giọng mà dám giỡn vậy? Là sao? Tự nhiên tao kêu ăn lính tự nhiên anh. Tự nhiên tao kêu ăn lính top đi, tao ăn luôn cái tự nhiên cái kêu tao giỡn thiệt không? Không, mấy là nghe giọng mà dám giỡn vậy? Giống anh nó ngược lại em vậy á. Đéo hiểu luôn á, đéo hiểu luôn á. Sao có thiệt bực bội quá. Mọi người có thể nhìn thấy cái sự việc đang diễn ra đó là một minh chứng cho cái gì? Vợ chồng mà cứ cưới nhau về mà 3-4 năm cũng sẽ không thể nào mà hiểu ý được nhau, mọi người hiểu không? Có ăn nằm với nhau bao nhiêu lâu thì cũng không hiểu ý được. Cái việc hiểu ý nó phải đến từ hai người. Farm đi anh. Hay quá. Giống như nãy em đang farm cái em bắn vô anh ăn thôi. Đang chơi với A lâu quá, máu cà khịa ghê thiệt chứ. Bắt đây, cút vào, bắt đây. Thật ra là anh bị lây cái máu cà khịa của thằng đơ á, chứ không thằng đơ lây của anh đâu. Cảm ơn em. Để chết nha anh. Anh là tất cả gì em có đó. Mắc ỉa quá, nghe mắc ỉa quá. Hồng Trần trên đôi cánh tay. Em biết gà mà không gáy là con gà gì không? Người ta sẽ kêu là con gà. Vì mất tính nói gì rồi. Cần lắm một màn tái hợp của Sài Gòn nói nhau mà bị chửi 2013. Những con người đã mang em đến với Liên minh huyền thoại mặt mếu. Liên minh huyền thoại mặt mếu là liên minh gì? Có cái trò đó nè hả? Phê không em? Phê đang trong cơn say. Ê ê. Anh lên mất là mất tay le luôn rồi mất rồi. Rồi okay. Anh có lát sống được. Lát về em đi, lát về em đi. Lát về em. Rồi lát về em. Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh. Giờ đây em chạy đi anh đến em ơi.
Rồi cứu xong còn chạy, gì mà chạy 500m luôn á, 500km luôn á. Ủa không chạy chết sao? Sao chết? Ai với anh? Còn gì vậy đây, đâu phải con ta em mà. Đây là con khỏe mặt cười. Đúng, đây là con khỏe. Cảm ơn Jack nha. Jack không phải là cái người mà hát cái bài mà Hồng Trần Trễn Đức Khánh Thầy mà hát hết mặt rồi. Bó tay anh, xuống bó tay anh. Hai mình chấp hết được á mất. Nghe không lát nha mất. Mất đâu? Gì? Mất ơi. Hồng Trần có trên đôi cánh tay không? Thiệt luôn, Optimus ơi, Optimus. Con không nghe gì hết. Mày làm như mày ba tao vậy á. Nó không đua nha. Bây giờ không đua là yêu nhiều hơn được không? Không. Ok. Thì thôi đua, đua tiếp. Người thầm chết ở nấp e chết rồi đó. Ơi, phê kìa. Ơi. Má phê nhường nó kìa. Phê kìa. Má phê nhường à. Má phê. Ủa. À. Yeah.